Chồng sẽ sướng run khi vợ chạm vào điểm này trên cơ thể. Chồng sẽ sướng run khi vợ chạm vào điểm này trên cơ thể. Các nàng hãy tìm hiểu ngay để chồng luôn yêu hết mình. Bàn chân Đàn ông rất thích mát xa chân, không chỉ để giảm mỏi mệt mà còn vì sau mỗi lần mát xa họ thấy sung mãn hơn trong chuyện chăn gối. Điều này không có gì ngạc nhiên vì theo lý thuyết cổ xưa của mát xa thì gót chân được cho là điểm áp lực có thể gây ra kích thích tình dục. Hãy xoa bóp chân cho chàng khi đi ngủ, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt. Mái tóc sẽ rất khó quên khi bạn đặt bàn tay mình sau tai chàng rồi luồn sâu vào trong mái tóc. Đây là một trong những vị trí vốn ít được quan tâm và nếu được tác động đến nó có thể khiến chàng bốc hơn trong chuyện ấy. Vùng đáy chậu. Đáy chậu là khu vực nằm phía sau cậu bé của chàng, khi được đụng chạm, hầu hết các dây thần kinh ở đây được kích thích và tăng lưu lượng máu tới toàn cơ thể bạn có thể dùng ngón tay massage vùng này để tăng thêm khoái cảm cho chàng. vùng đầu gối nghe thì thật buồn cười nhưng thực tế khi được chạm vào vùng đầu gối nhiều người thấy đê mê, sảng khoái. đặc biệt rất nhiều người thích được hôn hoặc vuốt ve nhất là được chạm nhẹ với các chuyển động tròn ở vùng kheo chân. khiêu khích bằng lưỡi bên cạnh những ngón tay và làn da ẩm mượt của bạn bạn nên kích thích chàng bằng ma lực của lưỡi chiếc lưỡi của bạn chính là vũ khí khiến chàng bị hạ gục nhanh chóng và giúp chàng hưng phấn nhanh nhất bất cứ người chồng nào cũng cảm thấy thỏa mãn khi người vợ chiều chồng bằng chiếc lưỡi ẩm ướt hôn chàng cuồng nhiệt sử dụng lưỡi để kích thích những vùng nhạy cảm chết người của chàng chắc chắn chàng sẽ chết ngất với những cái sờ soạng bằng lưỡi đầy bất ngờ trên toàn bộ cơ thể là những chiêu thức giúp bạn ghi điểm với chàng đấy nhé